9 tháng năm 2022, công tác dân vận trên địa bàn huyện Đất Đỏ tiếp tục được đổi mới. Công tác dân vận trong cơ quan, lực lượng vũ trang, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng gần dân. Ban dân vận các cấp trên địa bàn huyện chủ động tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn huyện Đất Đỏ xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 271 mô hình dân vận khéo. Tại hội nghị giao ban công tác dân vận huyện Đất Đỏ 9 tháng năm 2022, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và đặc thù của từng địa phương. Lãnh đạo ban dân vận huyện ủy Đất Đỏ yêu cầu những tháng cuối năm 2022, các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng huyện, khối dân vận các xã thị trấn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ sở, củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.